Tại Việt Nam, tỷ lệ bệnh nhân mắc tiểu đường đang gia tăng một cách nhanh chóng. Số bệnh nhân tăng gấp đôi trong vòng 10 năm. Năm 2017, số bệnh nhân đái tháo đường chiếm khoảng 5,5% dân số. Dự đoán đến năm 2045, con số này sẽ tăng lên chiếm 7,7% tổng dân số. Nếu không được phát hiện sớm và điều trị hiệu quả, bệnh nhân đái tháo đường sẽ phải đối diện với những biến chứng nguy hiểm. Vào lúc 19 giờ thứ Năm, ngày 9 tháng 6 năm 2022, Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng thực hiện tọa đàm trực tiếp với chủ đề đái tháo đường và những biến chứng nguy hiểm với sự tham gia của các khách mời: bác sĩ chuyên khoa 2 Đinh Thị Thảo Mai, phó khoa nội tiết Bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh; bác sĩ chuyên khoa 2 Bùi Thị Ngọc Tú, phó khoa khám bệnh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng. Chương trình được phát trực tiếp trên kênh STV1 trên sóng phát thanh FM tần số 100.4 MHz, trên trang Facebook Truyền hình Sóc Trăng và trên trang web thst.vn. Mời quý khán giả quan tâm đặt câu hỏi cho chương trình theo số máy 02993 526 526. Xin được nhắc lại số máy đường dây nóng của chương trình 02993 526 526. Ban thư ký sẽ bắt đầu tiếp nhận điện thoại từ 18:30 ngày 9 tháng 6 năm 2022. Quý khán giả cũng có thể gửi câu hỏi trực tiếp trên Facebook Truyền hình Sóc Trăng vào lúc chương trình đang diễn ra.